Tiếp tục với các thông tin trong nước, tại các tỉnh miền Bắc, sau những ngày nhiệt độ xuống mức thấp, nhiều nơi có rét hại, thì ngày hôm nay, nhiệt độ ban ngày đã tăng trở lại. Đi cùng với đó, tại nhiều tỉnh thành, nắng xuất hiện từ sớm và kéo dài đến chiều tối, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động sinh hoạt của người dân. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, nắng ấm sẽ còn kéo dài tại Bắc Bộ cho đến cuối tuần này. Nhiệt độ ghi nhận được lúc 13 giờ trưa nay tại Hà Nội là 23 độ, tăng hơn 3 độ so với ngày hôm qua. Đây cũng là mức nhiệt phổ biến tại khu vực đồng bằng Bắc Bộ. Riêng các tỉnh miền núi do yếu tố địa hình nên nhiệt độ không tăng mạnh, vẫn giữ ở mức dưới 20 độ. Mặc dù không đạt được mức nhiệt kỷ lục như đợt nắng nóng đầu mùa đông và nửa cuối tháng 11, cũng như sự chênh lệch nhiệt độ không lớn, nhưng do nắng xuất hiện từ sớm và kéo dài đến chiều tối, nên người dân cũng cảm thấy ấm hơn rất nhiều so với ngày hôm qua. Thời tiết hôm qua thì tôi cảm thấy là lạnh hơn so với hôm nay. Hôm nay thì thời tiết ấm lên rồi. Sáng nay là một ngày đẹp trời, có thể đi chơi được. Hôm nay thì thời tiết ấm, mà thuận lợi cho cuộc sống thì hơn hôm qua. Hôm nay thấy thời tiết là nó nắng lên, xong mà cái thời tiết, cái không khí để nghe đi bộ ở đây nó thoải mái lắm, chứ nó không như hôm qua. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, nguyên nhân một phần là do khối không khí lạnh đã bao trùm toàn bộ khu vực miền Bắc và bắt đầu suy yếu. Tuy nhiên đây không phải là hiện tượng hiếm gặp, vì thông thường vào đầu mùa đông, giữa các đợt lạnh xen kẽ từ có các đợt nắng nhẹ và nhiệt độ tăng dần trước khi có đợt không khí lạnh mới tác động. Khi mà bộ phận không khí lạnh mạnh xuống miền Bắc Việt Nam gây nhiều mây, thậm chí có mưa. Sau khi nó xuống mạnh và nó đẩy xuống toàn bộ cái mây, nó đẩy xuống phía Nam, thì trên cao bắt đầu nó là cái vùng phân kỳ, vùng quang mây. Cho nên là cái chuyện mà có cái trực xạ trực tiếp từ mặt trời xuống các khu vực miền Bắc, thậm chí kể cả Bắc Trung Bộ là cũng là không có gì đặc biệt cả. Song theo các chuyên gia khí tượng, hiện tượng trời quang mây sẽ như con dao hai lưỡi. Ban ngày trời sẽ nắng ấm do ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp. Ban đêm bức xạ nhiệt mặt đất sẽ diễn ra mạnh, nhiệt độ giảm nhanh, tạo ra cảm giác rét buốt và khô hanh. Sự chênh lệch nhiệt độ quá lớn lên tới gần 10 độ C giữa ngày và đêm có thể ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của con người, đặc biệt là người già và trẻ em. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, nắng ấm sẽ kéo dài đến cuối tuần này và chỉ chấm dứt khi vào ngày 10 tháng 12, áp cao lạnh có khả năng tăng cường lệch đông và chi phối thời tiết các tỉnh miền Bắc nước ta.